Cơ quan y tế Pháp đang điều tra nguyên nhân khiến bữa tiệc thịnh soạn do tập đoàn Airbus tổ chức làm hàng trăm nhân viên phải nhập viện. Bữa tiệc thịnh soạn với các món mặn bao gồm gan ngỗng, sò điệp, tôm hùm và tunedos bít tết Pháp và các món tráng miệng gồm kem, bánh mút sô-cô-la và hạt phỉ. Đây là tiệc chiêu đãi Giáng sinh dành cho 2.600 nhân viên tại công ty hàng không vũ trụ Airbus Atlantic của Pháp. Bữa tiệc được tổ chức tối 14 tháng 12 tại trụ sở tập đoàn ở vùng Loire Atlantic, phía tây nước Pháp, và đơn vị phụ trách là nhà hàng riêng của Airbus Atlantic. Khoảng 24 đến 48 tiếng sau bữa ăn, có tới 700 nhân viên của Airbus Atlantic đổ bệnh và phải nhập viện. Các nạn nhân có dấu hiệu lâm sàng như nôn mửa, tiêu chảy hoặc bị cả hai. Cô Nôn Quen, nhân viên Airbus Atlantic chia sẻ với tờ West Brand, cho biết cô bị đau bụng và đau đầu chưa từng thấy và còn tệ hơn cả đau đẻ. Ông Jean-Claude Iribarren, thư ký ủy ban công tác tại Airbus Atlantic nói với truyền thông, cũng giống như mọi năm, Airbus tổ chức bữa tối Giáng sinh cho 2.600 người với rất nhiều nhà cung cấp thức ăn ở địa phương tham gia khâu chuẩn bị. Các quan chức y tế Pháp cho biết họ đã mở cuộc điều tra nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc hàng loạt này. Họ nghi ngờ có vi khuẩn trong thực phẩm hoặc do một loại virus viêm dạ dày cực kỳ dễ lây lan. Tờ The Guardian dẫn lời phát ngôn viên cơ quan y tế Pháp hôm 23 tháng 12 cho biết các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Cơ quan y tế đang thu thập thông tin từ tất cả những người tham gia buổi tiệc để xác định nguyên nhân. Tất cả sẽ được công bố vào tuần tới. Là công ty con của nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Airbus, Airbus Atlantic tuyển dụng khoảng 15.000 nhân sự ở năm quốc gia.